Hello, chào cả nhà nhé. Thì trong cái video này thì tôi lại tiếp tục chia sẻ cho anh em một cái lệnh của CAP Looking White QR. Cái chức năng của lệnh này là chúng ta sẽ xóa một cái đối tượng nào đó trong block. Trước đây thì chúng ta muốn xóa đối tượng block thì chúng ta phải vào cái block editor phần nào. Chúng ta mở cái giao diện block editor lên để chúng ta xóa. Hoặc là chúng ta sử dụng cái edit block in play đây để chúng ta xóa một cái đối tượng nào đó trong cái block. Thế thì cái việc mà chúng ta thực hiện như trước đây thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Thậm chí là nếu mà chúng ta có một cái block với những một mặt bằng lớn, rất nhiều đối tượng, thì cái việc mà chúng ta mở cái block editor thì nó sẽ rất là chậm phải nào, rất là chậm. Và thậm chí có những cái máy cấu hình thấp, nó còn có khi là phải treo cả máy luôn. Đó, thì ở cái lệnh của cái plugin White QR này thì chúng ta có thể xóa trực tiếp cái đối tượng trên block luôn. Đó. Để thực hiện được cái lệnh này thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh tag sau các nè, bb e này, enter này, và bây giờ chúng ta chỉ có việc gọi là click vào chọn cái đối tượng mà chúng ta muốn xóa thôi. Tôi lấy ví dụ tôi muốn xóa cái hàng này đi, chúng ta chỉ chọn vào đây, chúng ta chọn cái đối tượng nào thì đối tượng đó nó sẽ xóa các nè. Đó, tương tự như vậy, tôi muốn xóa một cái hàng theo phương trục y đi. Đấy. Click vào đối tượng nào thì nó sẽ xóa cái đối tượng đó phải nào. Sau đó chúng ta nhấn Enter để kết thúc lệnh. Ok, khá là đơn giản phải nào. Và tôi hy vọng rằng cái lệnh này sẽ hữu ích cho các anh em phải nào. Anh chị nào đang xem trên kênh YouTube có thể ủng hộ bằng cách subscribe, like và share cái video này. Anh chị nào đang xem trên các trang mạng xã hội TikTok hay Weibo thì có thể follow để ủng hộ phải nào. Ok, cảm ơn cả nhà.